Chào mọi người, chào các anh chị em bác sĩ nha Hôm nay mình làm cái video chia sẻ cho các anh chị em nào đang ở Mỹ mà đi trên đường Mình có gặp những cái đồ mà người ta bỏ đó Những cái đồ mà người ta không có xài nữa người ta quăng đi Thì thường thì coi chừng bị lầm nha Không phải là cái chỗ nào cái gì người ta để gần gần ngay thùng rác cũng là cái đồ bỏ đâu nha Đa phần thôi nó tới khoảng chừng 80-70% ha 70 cho tới 80 phần trăm là khi mà những cái đồ vật gì đó người ta bỏ ngay cái chỗ thùng rác có nghĩa là người ta quăng đi à, nhưng mà mình nhìn sao để mình biết nhiều khi người ta quăng cái tivi nè người ta quăng cái tủ lạnh hoặc người ta quăng cái máy sấy máy giặt hoặc là xe đạp hoặc là cái máy cắt cỏ bất cứ cái thứ món gì ha nhưng mà nhiều khi đó cái đồ nó rất là còn mới cho nên là mình rất là nhiều khi mình cũng phải nghi ngờ mà mình tới mình coi ví dụ như là một mình cho lên một chiếc xe đạp này đi ha thì chiếc xe đạp đó, mình tới mình bóp hai cái bánh mình thấy nó vẫn bình thường À, vẫn còn thường vẫn còn bình thường vẫn còn cứng vẫn còn đẹp không có một chút gì là bị hư hao hết dây sen cũng không có trật ra hay là cái yên cũng không có gãy hay là cái tay lái nó, cái thắng nó không có rớt xuống đó nó nó hoàn chỉnh một chiếc xe ha hoàn chỉnh một chiếc xe đạp không có bị một cái dấu vết gì hết à, thì có nghĩa là chưa chắc là người ta đã quăng ha tức là hai hai phần hai mươi phần trăm còn lại đó là những cái độ đó mấy mấy cái đứa con nít à, mấy cái đứa con nít ở nhà đó nó chơi nó vô tình đó thì thường thường có mấy cái thùng rác người ta bỏ người ta hay để ở ngoài trước nhà đó thì nó có mấy cái cây gốc cây nhỏ nhỏ nhỏ, nhỏ rồi à, à, hai bên là có bốn năm cái thảm cỏ ha đó năm cái thảm bốn năm cái thảm cỏ nó từng ô, ô ô ô ở ngoài trước nhà đó thì thường thường người ta hay như vậy đó thì à, để cái thùng rác kế bên trước nhà luôn gần cái gốc cây thì anh chị em nào mà chạy đi ngang đó, mà thấy những cái ngày mà người ta đổ rác đó thì thấy cái xe đạp hay là cái bất cứ cái vật dụng gì đó mà người ta dựng gần ngay cái thùng rác thì cũng phải coi chừng chứ không phải là người ta cứ dựng ngay thùng rác có nghĩa nó bỏ đâu. Tuy nhiên nó tới 80% ha, 8 hoặc là 70% là theo như mình biết đó, là những cái đồ mà nó để ngay thùng rác có ý nghĩa là nó quăng thùng rác đúng cái ngày đồ rác ha. Tuy nhiên mình nói như nãy đó 10% hoặc là 20% còn lại là chưa chắc. Thì khi mà mình muốn uh, chạy xe tới đó mình đậu gần ngay cái chỗ đó, ngay chỗ xe đạp đó thì mình coi. Mình tới mình kiểm tra bánh trước bánh sau ha còn cứng còn nguyên lành hết từ đầu đến đuôi nguyên lành hết thì mình không có nên lấy nha trừ khi ví dụ mà cái cổ lái nó đó nó bị gãy xuống cái hoặc là nó có cái dấu nứt ha thì người ta thấy là nứt người ta sợ nguy hiểm người ta đem ra đó người ta quăng mà người ta à, không có để cái bảng gì hết người ta để đó thôi rồi nhiều khi là cái cái bánh xe nó bị xì người ta không biết vá người ta cũng quăng hoặc là cái sợi dây sen ở ngoài sau đó nó bị trọt xuống ha, nó rất là xè là xè xuống thì người ta cũng không có biết cách gắn vô người ta cũng quăng đó, tuy nhiên một chiếc xe đạp nếu mà mới, nếu mà còn ngon lành hết, không có bị hư hao cái gì hết, thì mình không có nên chạy tới mình lấy mà mình nên vô trong nhà người ta ha bấm chuông. Đó mình đậu xe trước nhà đó rồi mình vô trong nhà mình bấm chuông người ta để mình hỏi. Thì có người ở nhà đó mình hỏi người ta cho chắc ăn, ha, hỏi là ừ cái xe đạp ở ngoài đó là là quăng hay là để ngoài đó? Thì nếu mà người ta quăng á thì người ta sẽ nói cho mình Ờ ừ, cái đó nhà mấy đứa nhỏ nó chơi rồi nó không chơi nữa nó quăng mặc dù nó vẫn còn ngon, ha, thì nó quăng, thì người ta nói như vậy thì mình nói ok gì thì tao lấy nha, đó, rồi mình cảm ơn người ta, mình ra mình lấy đi, bỏ lên xe mình chạy thì không sao, ok, ngon lành, mà an toàn nữa. ở trong khi mà anh chị em mà mà thấy đi ngang rồi thấy cái tivi hoặc là xe đạp hoặc cái tủ lạnh để đẹp quá, còn mới quá, cái nghĩ là nó bỏ ngay thùng rác đó, cái mình xuống mình bưng bỏ lên xe xe bán tải mình bỏ lên xe van mình mình bỏ mình chạy đi. thì trong cái quá trình mà mình chạy đi thì người ta trong nhà người ta cũng chưa có kịp ra để mà người ta À, giải thích hay này kia à, chưa có kịp giải thích thì mình đã chạy đi rồi thì vô tình mình chạy đi đó, thì người ta nhìn được thấy được cái bảng số xe của mình đó thì người ta sẽ ghi xuống lại người ta nhớ và người ta gọi báo quan sát thì mình bị vô cái tội là mình ăn trộm đồ của người ta à nó là như vậy ha đơn giản mà không đơn giản ok đó cho nên là chắc ăn nhất ví dụ mình thấy cái tivi cái máy sấy máy giặt thì thường thường mình nghĩ là cái máy cái tủ lạnh đi cái tủ lạnh hoặc máy sấy máy giặt thường thì người ta để ở trong nhà một cái phòng uh, riêng tư cho nó ha để mà giặt đồ rồi thôi thì mới giặt mới sấy mà ai mà đem ra để ngoài thùng rác làm cái gì thì có nghĩa là người ta đem ra thùng rác có nghĩa là người ta bỏ ha nhưng, nhưng khi người ta đem ra thùng rác người ta chưa kịp bỏ người ta mới để đó thôi và người ta ý là người ta sẽ cho một cái người hàng xóm ha ví dụ cái người hàng xóm họ thấy họ bưng từ trong nhà ra họ xin và họ nói ok thì tao để gần ngay thùng rác đây thì mày có khi nào mày lấy thì lấy còn nếu mà mày không lấy kịp đó, thì xe uh, một hồi cái xe uh, bỏ rác nó tới nó lấy ví dụ như vậy thì người ta đã để dành cho cái người hàng xóm rồi mà mình vô tình mình thấy như vậy cái mình chạy tới mình lấy là có nghĩa là mình lấy trên một cái sự chưa được họ cho phép ha thì cái đó cũng là vi phạm ok à, cho nên là tốt nhất là mình à, ví dụ anh chị em à, nghĩ là cái xe đạp mấy đứa nhỏ nó chơi ha à, nó chơi cái tiện nghi nó chơi vòng 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 ở ngoài trước đó thì người ta thường thường người ta hay đem cái thùng rác đó ra người ta để trước nhà sớm trước một ngày hoặc là trước nửa ngày ha À, ví dụ như là ngày mai là sáng mai là ngày đổ rác thì chiều ngày nay nè buổi chiều hoặc là sáng nay là người ta đem ra ta để sẵn đó rồi đó thì mấy đứa nhỏ nó chơi xung quanh đó nó chơi thì không có cái chỗ nào để nó gá cái xe đạp vô thì sẵn thùng rác đó nó gá vô luôn đó thì nó gá vô đó cái nó đi qua bên thảm cỏ bên kia nó ngồi nó chơi qua gốc cây kia nó ngồi chơi chơi xong hồi ba mẹ nó kêu nó vô nhà ăn hay làm gì đó thì nó chạy vô nhà nó ăn thì vô tình chạy vô nhà thì cái xe đạp nó bỏ đó thôi thì mình là một cái người chạy ngang qua mình thấy ô cái xe đạp ngon quá ta sẽ đạp hiệu đắt tiền đó nha mà tại sao nó bỏ đây vậy bỏ thùng rác là nó bỏ đó rồi chạy tới bóc bỏ anh xe ha bỏ anh xe tới khi nhỏ nó vừa ngay cái lúc nó vừa chạy ra thì chạy ra nó thấy mình ẩm bỏ anh xe thì nó nhớ bằng số xe và nó gọi báo quan sát là xe nó để ngay cái chỗ thùng rác nhà nó mình tới mình ăn chậm bây <laughs> giờ đó là mình cũng bị cũng bị vi phạm cái tội ăn chậm ok để cho chắc ăn cái người muốn bỏ rác à, để mà hiểu được cái người muốn lấy rác ha hoặc là cái người lấy rác hiểu được cái người nhà đó người ta muốn bỏ rác. Thì uh, ví dụ như cái máy sấy máy giặt à, hay là mấy cái bếp cái lò lớn đó thì uh, thường thường chủ nhà người ta quăng đi á thì uh, mấy cái loại mà lớn như vậy đó thì hoặc là cái sofa hoặc là cái bàn cái tủ gì đó uh, to nặng thì uh, thường thường như vậy đó thì mấy cái xe nó không có lấy ha, cái xe rác đó, nó không có lấy những cái đồ to cồng kềnh như vậy nó chỉ lấy rác trong vòng ở bỏ trong cái thùng bự đó hoặc là thùng nhỏ đó thôi cho nó hoặc là trong cột trong mấy cái bịch để gần gần đó cho nó không lấy những cái đồ giống như cái tủ lạnh lớn. Ví dụ vậy ha. Đó cho nên là khi mà nó muốn bỏ cái gì đó ra đó thì nó ghi một cái chữ cho chắc ăn là chữ free. Ok. Thì uh, khi mà mình thấy được cái bảng người ta dán là cái chữ free là mình an tâm rồi ha. An tâm là mình cứ tấp xe tới gần đó và mình bưng đi thôi. Thì những cái uh ngày xưa đó thì mấy cái thường thường như mấy cái sofa mà lớn á cồng kềnh đồ tại vì nó là bằng da mà bằng da rồi nhiều khi nó bị gãy bị cái gì mấy cái đố gỗ trong đó thì có người người ta sửa được thì người ta tự lượm về người ta sửa thôi rồi người ta bán lại ha, cũng kiếm tiền rồi những cái tủ lạnh cũng vậy tủ lạnh mấy sấy mấy giặt còn mới tanh luôn ha, mà người ta muốn mua cái loại đời mới đó người ta xài chừng bốn năm năm là nó chưa hư nhưng mà người ta mua cái loại đời mới càng mới nữa xài nó xịn hơn đó cho nên là người ta đem cái đồ cũ đó ra người ta bỏ nhưng mà cũ mà ở Mỹ anh chị em cũng biết rồi năm sáu bảy chục năm vẫn còn mới ha nhìn vẫn còn cái cái uh, cái condition của nó vẫn còn tốt ha nhìn y như là mới á tại nhiều người ở Mỹ người ta người Mỹ người ta giữ đồ người ta giữ đồ ấy lắm kỹ lắm cho nên là những cái đồ người ta xài bốn năm năm rồi này kia là ra là mới toanh luôn mới toanh mà trước khi mà người ta bỏ người ta còn lau chùi sạch sẽ nữa chứ không phải là để mà nó dơ gì người ta quăng đâu đó thì uh, nhiều khi mình thấy như vậy đó thì mình uh, À, có cái chữ có cái bảng ghi free là mình an tâm rồi thì mình vô mình chở đi thôi. ha. Rồi à, bây giờ ví dụ như là cái người Việt Nam mình nè, à, à, bây giờ mình muốn à, quăng một cái tủ lạnh đúng không? Tại tủ lạnh là nó là có cái phần sắt nhiều. Cho nên là mấy cái người mà người ta đi à, đi lượm mấy cái sắt để về người ta bán sắt vụn đó. đó. người ta bán về chai rồi đó thì à, người ta chở. Nhiều khi à, ví dụ một cái máy sấy là bán khoảng chừng à, 18 đô 20 đô ha. Máy sấy hoặc là máy giặt. Đó thì à, nó nặng cũng cỡ cỡ đó thôi thì à, rồi tủ lạnh thì 20, 30 tùy theo mấy cái tủ lạnh đời cũ Mà tủ lạnh lớn nó nặng lắm Thì người ta con ký ra người ta bán theo cái dạng sắt thôi Thì uh, nhiều cái xe mà nó có cái uh, nó kéo cái remote đi theo đó để nó chở cái trailer đó thì nó chở thì uh, nói chung uh, nhiều người mà ta bỏ mấy cái đồ đó người ta cũng uh, mừng lắm Tại vì cái xe đổ rác nó không có lấy mấy cái đó tủ lạnh mới sấy mới giặt nó không có nó không có lấy đó nó chỉ lấy rác ở trong cái phạm vi của hai cái thùng rác hoặc là một thùng rác loại đó thôi và những cái loại rác nhỏ 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 cột trong bịch thì nó cầm nó liền lên xe xe rác ha nó còn mấy cái đồ màu sắc mà to to cồng kềnh đó thì khi mà người ta bỏ thì người ta cũng ráng người ta phải ghi cái chữ đó để cho những người lượm người ta thấy an tâm hơn và người ta lượm nhiều khi mình đi đâu đi đâu nguyên cả ngày mình đâu có nhà đâu nguyên cái ngày đồ rác mà mình bỏ trong khi nhiều người đi qua đi lại người ta ngắm nghía người ta thích lắm muốn lấy lắm mà không dám lấy là tại vì lấy thì sợ gọi cảnh sát nói mình ăn trộm ha cho nên là À, cứ gây ghi cái bảng free đó dán keo vô cho nó chắc ví dụ mà muốn bỏ cái cái xe đạp á, thì dán vô cái chữ xe đạp ha, là free đó cột vô dán vô cho chắc là người ta tới người ta bưng cái xe đạp đi luôn rồi ta tháo cái bảng ra người ta quăng lại trong thùng rác ha vậy thôi giả sử như một cái máy cắt cỏ người ta để cũng gần thùng rác luôn mà không phải là người ta bỏ ha người ta mới có cắt mấy cái mấy cái khúc mà sân vườn thường thường nó có từng ô, ô, ô thảm đó rồi tới đá sỏi rồi thảm cỏ rồi tới đá sỏi đầy khái như vậy đó thì người ta cắt là vòng là vòng ở trước nhà hoặc là bên hông nhà à, ví dụ như nhà mấy cái nhà mà ở ngay cái vòng á ngay cái vòng cái góc corner đó ha đó, thì thường thường nó có hai cái phần cái mặt thảm cỏ với lại sỏi đá rồi này kia từng ô ô ô rất là nhiều thì thường thường người ta cắt người ta kéo từ bên kia qua ta cắt hết qua tới cái bên kia ô bên này cái nó hết xăng nha hết xăng kia là người ta để ngay cái chỗ gần ngay cái thùng rác luôn và ngay cái thùng rác và người ta thì tới ngay cái chỗ gần cái chỗ thùng rác thì nó bị tắt máy nó hết xăng rồi thì người ta bỏ nó luôn chứ không lẽ người ta đẩy vô trong nhà làm chi đúng không đó thì người ta để ngay đó người ta chạy vô trong gara vô trong nhà để người ta lấy cái bình xăng ra người ta đổ mùi xăng thêm cho cái bình xăng thì vô tình mình chạy ngang qua mình thấy u uh, cái máy cắt cỏ này đã quá nó đang bỏ qua đường nè nó bỏ ngay thùng rác nè bữa nay cũng ngày đổ rác nè nhìn xung quanh mấy cái nhà kia đều là thấy thùng 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 hết ha, thì nghĩ là nó bỏ rác rớt cục mình chạy vô mình lấy mình bưng bỏ nó xe thì người ta xách mình xăng ở trong ở trong cái ra người ta đang đi ra chạy ra là người ta la liền ha hoặc là người ta chửi mình hoặc là người ta mình bỏ nó xe mình chạy đi rồi là người ta gọi cảnh sát bắt nói mình ăn trộm mấy cái cỏ ha đó cho nên là anh chị em cũng coi chừng nha những cái đồ người ta bỏ gần thùng rác à, 10 hoặc là 20 phần trăm là nó có những cái trường hợp là vô tình nó gá vô giống như hồi nãy mình ví dụ cái xe đạp đó mấy đứa nhỏ nó chơi cái ngay chỗ đó cái nhà nó kêu cái okay, nó thả đó luôn À, hoặc là nó dựng vô ngay chỗ chỗ thùng rác rồi mấy cắt cỏ đang cắt tới đó nó hết xăng người ta đậu ngay chỗ đó người ta để lại luôn không có nghĩa là người ta quăng rác ok cho nên anh chị em thấy mà những cái đồ vật gì mà người ta để gần gần mấy thùng rác thì phải coi chừng mình muốn lấy thì mình phải vô nhà mình bấm chuông mình xin ta cho chắc ăn ok hoặc là khi mà thấy có cái bảng rồi thấy cái bảng người ta bỏ người ta để cái chữ free trình định rõ ràng ở đó rồi là mình tới yên tâm mình vô là mình cứ đậu xe kế bên đó và mình đẩy cái đẩy cái mấy cắt cỏ ra mình bỏ anh xe vào đi thôi không sao hết ha mà anh chị em nào cho đồ người ta cũng vậy mình đồ nào mình không xài cũng nhớ ghi cái bảng là free ha free có nghĩa là lấy tự do lấy thoải mái đó đồ chùa đó cứ lấy đi đó. thì mình an tâm mình lấy ok và khi mình bỏ đồ á thì cũng để an tâm cho những người mà người ta lấy mấy cái sắt đó để về người ta bán với chai rồi đó thì người ta cũng an tâm luôn mà mình đỡ trật mấy cái kia nhiều khi rác nó lấy cái thùng rác không mà nó bỏ cái máy lại thì cái máy mình cũng muốn đi bỏ mà không bỏ được mà trở lên cái bãi mà bỏ rác đó thì mình cũng phải tốn mấy chục để vô cổng để mình bỏ rác, ha, đó cho nên muốn bỏ rác là phải ghi cái chữ như vậy để cho người ta an tâm người ta lấy cái máy đó đi để cho nhà mình nó trống chỗ mà nó không mà cả hai bên đều là là à, không cần nói gì hết chỉ ghi cái bảng gì là đã hiểu nhau rồi, ok rồi video mình chia sẻ một chút về cái kinh nghiệm à, lượm đồ ở Mỹ ha, ví dụ mình đi ngang nhà cái đoạn đường nào đó mình chạy xe ngang vô tình mình thấy người ta để đồ trước nhà thì à, cái đồ đó mình thấy mình cũng đang cần mà người ta thì bỏ đi mà chưa chắc là bỏ hay không thì mình chắc chắn là mình phải vô trong nhà bấm chuông và hỏi người ta xong rồi mình lấy mình xin người ta ha nếu người ta bỏ thì mình lấy ok rồi hẹn anh chị em ở những video sau nha bye bye